Đây là gấu Po, cậu này rất hài hước và đáng yêu. Và đây là các review về phim của Po. Đây là Lido Hyun, anh này cũng rất hài hước và đáng yêu. Và đây là các review về phim của Lido Hyun. Đấy, bạn thấy đấy, ra cùng một thời điểm nhưng mà Kung Fu Panda và Quật Mộ Trùng Ma có số phận hoàn toàn khác nhau. Tiền thì vẫn kiếm đều nhưng mà đánh giá thì khác. Trong khi Kung Fu Panda nhận nhiều lời chỉ trích từ các khán giả lớn tuổi nhưng lại được lòng các cháu nhỏ thì Quật Mộ Trùng Ma lại được lòng các khán giả lớn tuổi và không được lòng các cháu nhỏ tại vì là các cháu nhỏ có được xem đâu. Vậy thì lý do gì khiến quật mộ trùng ma lại hot đến thế và liệu đây là một sản phẩm của truyền thông hay là một siêu phẩm điện ảnh từ xứ sở kim chi thì review chi tiết sẽ có ngay sau đây. Bom tấn kinh dị xứ Hàn, bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Với cái này đọc trên mạng suốt mấy ngày hôm nay, ngay cả trong cái group phim này hay phết thì tôi đã phải xóa không biết bao nhiêu bài đọc toàn mùi xít đinh mà lạ là người khen đâu ra mà lắm thế. Hay là thực sự là nó hay nên là người ta mới khen hoặc đơn giản là ai cũng khen nên không ai dám chê để bị sợ bị quê thì sau khi đi xem tôi thấy là mở ngoặc quan điểm cá nhân nhé đóng ngoặc tôi ngu các bạn cứ chửi thì quật mộ chúng ma không thực sự là một phim kinh dị nó không phải kiểu hù dọa đâm ché máu me gì hết mà nó thiên về yếu tố tâm linh nhiều hơn mà gọi là kinh dị tâm linh cũng được nhưng mà cái phần tâm linh nó sẽ khoảng tầm 80% mươi phần trăm đấy à, còn với tôi thì nó cũng không kinh dị lắm thứ hai thì phim có truyền thông bẩn lăng xê quá mức để có sự thu hút của khán giả không thì cá nhân tôi thấy cũng là không tại vì chất lượng của phim thì không phải là tệ à, nó chưa đến mức siêu phẩm nhưng nó vẫn là tốt nó là kiểu một con xe artist đời mới à, nó không phải là cái gì đấy quá đột phá nhưng mà là một sản phẩm tốt và số đông đều hài lòng về nó chưa kể là con artist này lại có cả Choi Min-sik uh, Tôi không phải là fan của bác này Nhưng mà bác này đã đóng mấy cái phim như kiểu là Oh boy này, phim nằm trong top 5 À không, top 3 phim Hàn hay nhất mọi thời đại ấy. Đứng thứ 74 trong top 100 IMDB Và cũng rất là nhiều Phim bom tấn điện ảnh khác Thì ý của tôi muốn nói là chưa cần phải đi đâu đâu ít nhất là trên đất hàn thì cho min xích là bảo chứng phòng vé mạnh mẽ rồi có khi còn mạnh hơn cả ông chú ma đông sốc mở ngoặc tôi nghĩ thế đóng ngoặc thì đó là một vài thông tin ngoài lề liên quan đến phim còn về nội dung của cuộc mộ trùng ma thì nó kể về một nhóm người bốn người trong đó có hai pháp sư một thầy phong thủy và một người hộ tang họ cùng nhau bốc một phần mộ bị nguyền rủa để giải cứu một gia đình giàu có khởi đầu thì nghe cũng khá là từ a đến z ấy. kiểu tôi bị nguyền tôi có tiền ông có chuyên môn thì ông giúp tôi nhưng mà càng về sau thì càng xuất hiện thêm nhiều vấn đề và các nhân vật chính sẽ phải cùng nhau trải qua Lúc xem trailer và đọc phần tóm tắt nhanh của phim ấy, thì tôi vẫn chưa nghĩ là phim này có gì đặc sắc Chắc cùng lắm là lấy chủ đề đào mộ cho một bộ phim châu Á Mà một chủ đề cho tôi thấy là khá ngách nhá, khá ít người làm về cái này đấy nhưng mà không, sau khi xem phim xong thì tôi thấy có đề cập đến nhiều vấn đề hơn tôi tưởng, tâm linh này, ma quỷ này, bùa chú này, pháp sư này, phong thủy này, địa lý này, chính trị, lịch sử này. Đấy chắc phải số lượng chủ đề đủ để Việt Nam làm phim trong trăm năm tới mà kể cả Hàn Quốc luôn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà người Hàn Quốc họ kết hợp tất cả lại với nhau và uh, nó lại cũng khá hợp lý nhá. Dĩ nhiên là khi mà quá tham vọng nhiều chủ đề và không khai thác đến nơi đến trốn thì sẽ khiến phim bị đầu voi đôi chuột. Và thực sự là phim nó cũng hơi thế thật Nhưng mà chuột đây chắc là chuột kangaroo đi Nửa sau của phim nó đuối hơn rõ rệt so với nửa trước Một phần thì tôi nghĩ là cũng vì tham vọng phát triển chủ đề liên quan đến chính trị và lịch sử Đoạn này thì có người bảo là Đấy là cái phần để cúng cụ kiểu phim nhà nước ấy Nhưng mà đoạn sau thì lại không làm nổi bật lên được tầm ý nghĩa của nó Nên là khiến khán giả khó hiểu Thì uh, chốt lại tạm phim này là đầu voi đuôi ngựa đi Nó chưa đến mức là đuôi chuột nhưng mà nó không thuyết phục đó là phần chủ đề Còn về phần câu chuyện phim thì được chia ra làm 6 chương Mục đích nhà làm phim chia ra thì theo tôi đoán là họ muốn làm rành mạch từng vấn đề một Và giúp cho người xem theo dõi bộ phim mà không bị bỏ lỡ thông tin Đây là một nước đi rất là thông minh Tại vì phim này đánh động được nhiều thứ quá Khán giả sẽ khó mà hiểu ngay lập tức những gì diễn ra Nên là cái việc chia ra chương là điều nên làm nhưng mà theo tôi nhé thì mặc dù họ đã cố để giúp người xem hiểu hơn về bộ phim rồi nhưng mà phim sẽ vẫn khó hiểu với phần lớn khán giả một phần là vì những thông tin được đưa ra nó khá mơ hồ và khán giả phải mất một thời gian để hiểu Thứ hai là cái việc sử dụng nhiều thuật ngữ và kiến thức liên quan đến tâm linh nông tôn giáo ấy, thì nó sẽ khó mà thông suốt được phim 100% thì công bằng mà nói đây thực sự không phải là một điểm quá trừ ờ, tại vì là phim càng nhiều ẩn dụ càng phân tích được ra nhiều thứ thì sẽ càng hay nhưng mà nếu mục tiêu của người xem ấy là đi xem phim để hiểu luôn tất cả mọi thứ và để cảm xúc của mình có thể được đẩy lên ấy, thì với tôi phim này chưa làm được ờ, cái cảm giác tự hiểu phim và tự ồ à Wow ấy thì nó cũng có cái sự thích so với việc là đi xem phim Xong rồi phải về xem phim wear về phần diễn xuất thì ngoài bác Choi Min Sik ra thì phim còn ba cái tên cũng không còn gì xa lạ với khán giả là Kim Go Eun, Jo Hye Jin, Lee Do Hyun. Xin lỗi nếu mà tôi đọc sai tên. Cái tên Choi Min Sik và Jo Hye Jin thì gần như là có thể qua cửa kiểm tra về phần diễn xuất rồi, tại vì rõ ràng hai ông bác này quá gạo cội bên Hàn. Cái tôi ngạc nhiên nhất ở đây là diễn xuất của Kim Go Eun. Tôi không xem quá nhiều phim Hàn Quốc nhưng mà Goblin thì là tôi chắc chắn phải xem rồi. Và so sánh Kim Go Eun lúc đóng Goblin và lúc đóng phim này thì như từ năm điểm lên thành học sinh giỏi luôn, một màn trình diễn khá ấn tượng, thể hiện được cái sự chín chắn này và trưởng thành khác hẳn với cái mặt ngây thơ của mình. Thì tôi đánh giá đây là cái phần diễn xuất tốt nhất trong phim, xét theo yếu tố đột phá. Còn với anh chàng Lee Do Hyun thì đây là một cái màn debut màn ảnh lớn của anh chàng này nên là nếu mà khắt khe thì là không chấp nhận được, còn nếu mà dễ tính thì không thể đòi hỏi quá nhiều được. Tôi thấy là cũng được không phải tệ nhưng mà cũng chưa phải hay. Nếu coi anh này là một nam phụ thì sẽ thấy hợp lý. Chứ nếu bảo là Lido Hu là nam chính ý, thì tôi thấy là chưa ăn thua. Đẹp trai thì là có nhưng mà đỉnh cao thì chắc là phải chờ phim sau. Cuối cùng thì tôi muốn nhắc đến một MVP thầm lặng của phim nhé, mà có lẽ ít người để ý. Nhưng mà nhé, tôi nhắm mắt vào rồi vẫn thấy khiếp mấy cái tiếng trong phim. Tôi đang muốn nói đến phần âm thanh đấy. Bảo là phần âm thanh gánh kèo thì tôi cũng không dám cãi luôn. Sử dụng âm thanh là ảo của ma, đặc biệt là cái tiếng trống và tiếng niệm chú kết hợp. Tôi cũng có đi lễ hội đi chùa không ít thì thì cái tiếng chuông tiếng mõ thì tôi nghe quen rồi nhưng mà không hiểu sao nhá mấy quả gõ trống trong phim này nghe cực kỳ sợ mà rõ ràng là phần hình ảnh thì nó chả sợ đâu tôi xem tôi còn cười cái tạo hình của con samurai nhưng mà trống cứ nổi lên xong rồi nữ chính cứ xì xùm bà la bum la một cái thôi là da gà tôi dựng lên tôi phải cho âm thanh phim này là điểm simple tưởng đơn giản nhưng mà lại gánh kèo thì đó là tất cả những cái gì mà tôi khen cho quật mộ trùng ma phải nói là khá nhiều đấy cũng khá xịt đinh nhưng mà tại vì phim này xứng đáng Thế thì nếu mà chê thì có nhiều không? Thì tôi thấy là không nhiều Nhưng mà chê thì có một vài cái hơi nặng một xíu Như đã biết ý, thì phim có 6 chương thì ba chương đầu là về ngôi mộ của người cụ Hàn Quốc Thì tôi sẽ xếp nó vào chuyện cá nhân ba chương sau thì là ngôi mộ của tướng quân Nhật Bản Thì tôi sẽ xếp nó vào chuyện tập thể Câu chuyện của cá nhân và tập thể ở đây là gì? Thì ban đầu khi khai thác câu chuyện về ngôi mộ của người cụ Người mà muốn hiện về để giết các con đời sau của mình Thì tôi khẳng định là ba chương đầu khá siêu phẩm khi mà bóc tách ra này nào là câu chuyện về ông cụ cố phản quốc này con cháu bỏ xứ mà đi đời cha ăn mặn đầy con khát nước luật nhân quả thì quá nhiều thứ xuyên vào bộ não của tôi nhưng mà tôi hiểu được hết tại vì là phim thể hiện điều này với tôi là khá rõ ràng và nó cũng tương tự như văn hóa của người việt mình nữa nên là nắm bắt tốt hơn thì đấy là cái chính mà tôi muốn nói ở đây là phim phải thể hiện ra được điều đấy trước đã rồi mới đến cảm nhận của khán giả sau thì có lẽ do đó mới chỉ là chuyện cá nhân gói gọn trong một gia đình nên là việc hiểu các tình tiết nó sẽ dễ dàng hơn nhưng mà đúng thật là phim nó phải nên như thế cho đến ba chương cuối của phim thì nhiều người còn đùa nhau là đoạn đầu đang ở chùa xong rồi sang phần sau bị đưa luôn lên trụ sở Avenger, đang trừ tà ma ám biến luôn thành phim siêu nhân. Tôi thấy không quá vấn đề gì với cái này, siêu nhân thì cũng chẳng sao. Nhưng mà ấy, cái bước chuyển từ câu chuyện cá nhân sang câu chuyện tập thể nó quá nhanh, tôi không nắm bắt được không tính những ai mà đã xem ba bốn lần và xem cả video phân tích nhá. À, tôi đang nói là lúc trong dạp ấy thì đúng là có sự liên kết giữa hai cái quan tài thật, ông cụ cố thì bán nước theo Nhật, đúng, rồi ông tướng kia thì là tướng quân Nhật Bản thì đúng luôn. Thì đấy kiểu nghe liên kết của hai cái quan tài là là nó đều liên quan đến Nhật Bản ấy. Nhưng mà khi mà nghĩ một xíu là nhà làm phim có thể hiện được điều đó ra không thì câu trả lời là không nên là trong các cuộc tranh luận về quật mộ trùng ma thì chắc chắn bạn sẽ bắt được những comment nói rằng phần sau của phim vớ vẩn vãi phần đầu đang hay ờ, tôi thì sẽ không dùng cái từ vớ vẩn cả hai câu chuyện đều hay nhưng mà nó sẽ mang lại cảm giác vớ vẩn khi mà nó không làm cho người xem cảm thấy hợp lý về cái đoạn chuyển tiếp Tôi thề là trong lúc trong dạp tôi không biết con quỷ Nhật kia là ai luôn. Uh, nó nó chả biết là nó liên quan đến ông vua bà chúa hay là bất cứ cái gì, biết mỗi nó là samurai và nó giết người. Thực sự là tôi đã phải đi xem phân tích trên mạng để có thể hiểu được 100% câu chuyện. Hmm, thế thì có lẽ nào lý do là ở do tôi ngu không? Ừ nhỉ. Thì đấy, nói chung là Quật mộ trùng mai có phải siêu phẩm không thì tôi nghĩ là nó chưa đến mức thế, nhưng nó là phim hay, nó có sự ám ảnh nó không phải kinh dị nhé à, tôi chỉ thấy nó dị thôi chứ còn kinh thì chưa nhưng mà có ám ảnh có sợ hãi tại vì nó đánh vào tâm trí mình về sau hơn là hù dọa ngay lập tức câu chuyện thì hay và cả hai câu chuyện đều có nhiều tầng ý nghĩa cái đáng tiếc nhất là nó cần có sự ăn nhập với nhau nhiều hơn diễn xuất thì tuyệt vời ờ à, có một vài hạt sạn như là đánh boss thì quá dễ xong rồi ông cụ cố để biết gọi điện thoại hay là ma bay từ hàn sang mỹ trong vòng một phút thì chắc là ma nó đi mây về gió thì có thể nói đây là một bộ phim đáng tiền ra dạp và tôi chấm điểm cái phim này là anh phan dị và rất hay và nhiều khi thì làm khán giả không hiểu mấy nhưng mà nhìn chung là rất hay tôi là vui vẻ các bạn nghĩ sao về cái phim này thì hãy comment bên dưới và đừng quên đăng ký giờ reviewer cũng như là vào group phim này hai phết và mua các sản phẩm của chùm quế chùm figure để cho nó vui xin chào và hẹn gặp lại